Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đặng Hoàng Em, năm nay mình 22 tuổi, mình vừa đậu visa chiều nay. Mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn lần phỏng vấn thứ ba của mình. Còn lần này mình chuẩn bị tâm lý rất là kỹ nên vô mình cũng không còn run gì hết trơn á. Mình cảm thấy rất tự nhiên, mình không cần suy nghĩ trước những câu hỏi mà lãnh sự hỏi mình. Vô cứ lãnh sự hỏi là mình trả lời tự nhiên nhất, không phải như dạng là trả bài. Nên lần này mình đã đậu. Mình khuyên các bạn là vô phỏng vấn cứ tự tin thoải mái, cũng như là một cuộc trò chuyện vậy á. Đừng có run quá rồi nằm áp lực tâm lý với các bạn sao trả lời không có được tốt. Mình chọn Mỹ du học bởi vì mình đã tốt nghiệp ngành điện công nghiệp ở Việt Nam, nhưng mà bằng cấp của mình không thể xin vào công ty nước ngoài làm ở Việt Nam, nên mình quyết định sang Mỹ để học tiếp chuyên ngành của mình, sau đó mình sẽ trở về Việt Nam để làm việc. Cảm nhận của em khi làm hồ sơ Tân Đại Dương là dịch vụ Tân Đại Dương rất là tốt, giúp đỡ rất là tận tình. Em cũng cảm ơn chị Ý cũng tận tình giúp em là hoàn thành tốt hồ sơ. Mình khuyên các bạn là khi học ở lớp học anh Khôi phải cố gắng nghe những gì anh dạy, tại vì bởi vì những điều anh dạy là kinh nghiệm của anh dạy rất tiền đạt, rất là bổ ích cho các bạn sau trong cuộc phỏng vấn. Còn với các bạn đã rớt visa lần 1, lần 2 rồi, các bạn cứ tự tin đại đi, không run sợ hết, rồi các bạn sẽ đậu như mình. Chúc các bạn có cuộc phỏng vấn thành công như mình.